Con chào Pì Nọng, mời Pì Nọng xây tỏn chương trình tạp chí dân tộc và phát triển của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Trang chương trình truyền hình bằng tiếng Tây Nùng Văn Nẩy, mì bại nội dung chính lăng. Chướng ngồi đây bại thình phé co kiên mát. Mưa hết nông thôn mớ rú bại xạ búng trung búng quây. Khai cón chương trình, mời bị Nọng xài chồng phấn tin đảng khẩu rim trang bại văn ngám quá đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đẩy đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương hết trưởng đoàn, đã mì buổi hết việc 6 tỉnh ủy Bắc Cạn. Đồng chí Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương sáng cạ. Ủy ban Kiểm tra tỉnh Bắc Cạn cần hết đây mở công tác kiểm tra, giám sát. Ngồi đây mọi giường xe giải quyết khát táng bại bài việc, nèm thẩm quyền. Đồng chí sáng cạ trang sỉ tó nả ủy ban kiểm tra bại cấp, S lệ ủy ban kiểm tra tỉnh ủy cần hết đây mửa kiểm tra giám sát, mửa chuẩn bị khai đại hội đảng bại cấp, hết đây mửa kiểm tra giám sát toàn diện nèm quy định của điều lệ đảng, giải quyết lập rì bại đơn thư tố cáo, S lệ đơn thư liên quan thân nhân sự đại hội đảng bộ bại cấp ái thông. Ban thường vụ tỉnh ủy khỏa S nhiệm kỳ tứ pi rong xiên biểu quát hà, thân pi rong xiên biểu quát nhiệt rip khai hội nghị bày hốc ripet xe tình báo cáo mưa tảng làn bình covid rít cầu rú trang tỉnh ao ý kiến khảo dự thảo của ban thường vụ tỉnh ủy xe đây kinh tế tập thể hợp tác xã rú địa phuông ngồi xét việc lùi xì hạn khai bài thi tuyển dụng công chức viên chức tỉnh bắc cạn pi song xiên biểu quát hip cầu cùng trang hội nghị này ban thường vụ tỉnh ủy dòm thời gian ao ý kiến khảo dự thảo quy định của bộ chính trị xe lọng nhiệt tối mớ và chứng trực bại cán bộ pê tàu đi nghị đi hết và đi chịu trách nhiệm. Còn bại dương lóa nhòng pình Covid hiếp cầu hết óc và đang mỉ sau hí bài pét. Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngắm khay hội nghị trực tuyến 6 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hốc Hiếp Ram tỉnh thành phố, phối mưa bại việc cần hết xe tảng làn pình. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sáng cả bại tổ chức thành viên và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bại cấp, cần hết đúng hết đây, nèm sáng cả của Ban Bí thư Trung ương Đảng, bại chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và bại son cả của ngành y tế, tẩy nai nắm xe bình bài Pet rú tỉ buông. Ban Chỉ đạo Phòng chống Bình Viêm Hô Hấp Cấp nhòm Virus Covid-19 của tỉnh Bắc Cạn ngắm họp phối mưa bại việc cần hết xe tảng làn thình bình sau hí nảy. Dũ hội nghị, đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sáng cạ, sở y tế chủ trì, các 6 sở tài chính, sở công thương, báo cáo đầy đo mưa dự của cái y tế, nèm xanh mục của bộ y tế. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh vận phun ra tiêu độc khử trùng, rú song tí cách ly, mì đo mọi rồng xe dùng hãy cẩn thân bại cơ quan đơn vị tỷ phương hết đây mở công tác chứa ngỏi cán bộ nhân viên son cả lọng liệt bị nọng nắm bền bay thân bại tỷ mì lai cần nắm bền bay du lịch sở thông tin truyền thông và bại cơ quan truyền thông lèo mì đây đo thông tin chính thống lập xì, xe bị nọng chắc hết đây mở tảng làn dịch bình nèm sáng cạ của ngành y tế khảo quạng pet giờ cảm xếp s bươn lươn trai vũ đình đệ nhị thiếp chất pi rú bản nà mẩy xạ nông hạ huyện trợ mới men phầy mẩy mái cả ngành chức năng và pi nọng đã tò hưa căn đắp tò bài phầy mẩy đã hết thử nhìn lương thị hiền nhị thiếp hốc pi lè mìa của trải đệ vạ song cần lục trải trắng đẩy chất pi vạ song pi men thai cả này bài việc đang đẩy cơ quan chức năng điều tra xe chắc lọ cốc co thưa pi nọng trang bại pi sở nảy mưa nằm bại thình co kiên mát rú tỉnh Bắc Cạn, hăn lai khẩn máu hù. Sai sáu tỷ lè rú bại ban háng hăn bải khai, lưu Bình Động táng xa dự bại thình phè mát nắm lọ cốc co, nắm chắc cả lang bừa nằm bền đây và khót mác, lự bấu. Dường khó khăn thêm lè bị sổ lườn bị nọng, táng chết ương bại thình phè mát phe nằm, tọ nắm mì cốc co lọ láng, nắm mì chỉa chứng nhận và sang đầy chứa ngòi đây nèm quy định. Mời Pinh nọng xài chồng lọ hơn quá bài phóng sự lăng nảy. Nảy là hình ảnh ghi tèo rú pan háng của xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn. Rú nảy bài khai má hủ lai, bại thình phè co kiên mác táng căn. Nhọc bệnh hại ái nằm, lè phấn lai bị nọng rú nảy. Xài táng xa dự, bại thình phè co kiên mác, rú nọc háng bệnh nảy. Hăn ngám hạp sáu tông ninh, le dự mà nằm tọ nắm chắc cốc co, co phè bên lừa. Thấy họ mua thì mua lá. Hăn mì cần dự, lè lầu dự thôi. Nát kinh, lè dự mà nằm. Tả, cùng nắm chắc cả, co phè mì cốc co rú hơ. Hăn mì cần dự, lè lầu, cùng dự mà nằm thôi. Nem quy định, ra đẩy cấp phép ương, chiết ghép phè co kinh mát. Lẹp bì leo mi lườn lưới, mi co phé đây vạ đẩy chứng nhận, mi đo cần của cái vạ kỹ thuật, xe chiết ghép, tứ co cốc đã đẩy chứng nhận. Căn này bại tì táng ương, chiết ghép, phé co kiên mác rú tỉnh Bắc Cạn, mi máu hủ lai. Bại xuân ương nảy, bay khẩu hết việc, phấn lai xài táng hết xe trang lườn nằm vạ khai hử bị động sở quây. Mưa lược bại co mắc đây, Xe chiết ghép, hết co hua dòng, cùng đẩy bị động, táng ngoài thẻ khẩu kinh nghiệm. Nhọc bệnh nắm đẩy cơ quan chức năng, cấp thình chỉa lăng xe chứng nhận. Dường khỏ thêm, lè bại cửa hàng, bại ruôn ương xuống tỉnh Bắc Cạn, cùng nắm mì đo bại thình phe, xe khai hử bị động. Tứ hua pi song xiên, biểu quát như rip thân này, quá ngoài hử hăn. Mì sổ cửa hàng khai phè co kiên mát, vận nắm mì chỉa phép, nắm mì chĩa mả lăng, phối mưa cốc co, tói sáu bại thình co phè, đẩy bài khai rú nảy. Khe bì nọng dự đẩy phè co kinh mắc đây, ổn rim ao bê nằm. Dương Cẩn Diếu, lè ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Cạn và chính quyền thị phương, leo khảo rim ngòi. Son cả bì nọng lược dự co phè, rú bại tì đẩy thấn rim, xe nằm. Tẩy nài trăm chướng nèm kỹ thuật, xe mắc bền đây, khót lai mắc. Bóng khỏi tại này son cả biển nông dân lượng bại thình co phè nem sáng cả của ngành và của ủy ban nhân dân tỉnh Chướng ngồi đây mưa co phè khi màu nằm và số dương cần diêu đai sẽ hết đẩy bền chỉ tiêu tăng trưởng của ngành nông nghiệp Phe chứa ngòi bại thình phe co kiên mác đẩy đây. Ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Cạn đang khảo phim ngòi mưa cốc co của bại thình co phè. Ất lè tối sáu phè co khiên mắc hưng pi. Trang tí leo lược đẩy bại co đây, co hua dòng xe công nhận, hử bại ruôn ương, chết ghép. Chứa ngồi đây mọi rồng tứ bừa ương, chết ghép và bài khai rú háng, xe bị nọ mi đẩy bại co phè đây, ao bê nằm. Xay tí xử lý nghiêm, tối sáu bại cần, bại tổ chức chết ghép, ương, vạ khai bại co phè nắm đây rú thịp hương. Mị thông báo lọ láng bại lườn, bại tí chết ghép, ván ương, bại thình co phè đẩy công nhận. Công nhận tèo, lự bại tì, nắm nhằng đẩy công nhận, rú thành trang website của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, khe bị nọng chắc, tứ tì lược đẩy bại co phé đây, và ổn phim, nằm co kiên mác vằn càng lai. Thưa bị nọng, mái cạ nắm đẩy son quá trường lớp tờ, tọ sáu sim sảy tẩy này vạ lai pi hết mửa chế biến mại bóc. Trài Nguyễn Văn Kiên, rú xạ Thanh Thịnh, huyện chợ mới tỉnh Bắc Cạn, đã táng hết đẩy, nghé lò sấy mại bóc nâng, bằng hơi nặng chăn cả đây. Chăn ngám hạp say hết việc đẩy khoái vạ đẩy ngài hơn. ca này là bài phóng sự phối mửa mô hình sấy mại bóc của trải kiên. Mời pin Ngọng xài chồng. Nhất là do Tại hết lệ chỗ này và cùng phân lai like. dường thêm lệ cái, cái này cùng mì lai cần xa dự bài thinh mại bóc, bóc đây nhọn bên khỏi ái sấy khe mì mại bóc hai quán nước ngọt tan cần thân sam bươn khe hết nghe máy sấy mại bóc sáu công nghệ sấy bằng hơi nằm ăn vằn cơ sở sấy mại pop của trài nguyễn văn kiên rú xã thanh thịnh huyện trần mới tỉnh Mắc cạn sấy đẩy quảng như thiếp khối mày pop. Tình cả mọi khối mày pop khai đẩy tình Sam Park Chư Minh. Trài kiên quê cốc rú tỉnh Hải Dương đã lai pi hết kin tứ chế biến mày và sấy mại. Trang tì phấn lai lè sấy mại pop. Trang vừa hết việc, trài đã tăng xa thấp và hết đẩy hệ thống sấy mại pop này. Có này khỏi cùng đẩy sấy lai thình mày giá tỏ sang sấy mày bóc sắc bay, tan sấy mày trinh thôi. trăng vừa hết thì việc, lè lâu tắng thì... xa thấp, bài dưỡng đây. Thì Có này khỏi tan lắp máy sấy mày trinh, ngắm quá thì khỏi trăng lắp máy sấy mày bóp này. Nghe máy này sấy đầy thuận thấy bài thình pẹn to ái sấy đẩy leo đánh tổn đánh máu hù lai ngần chèn nhau bền khỏi tan sấy mày bóp cao mà cấp mà thôi nhưng mày bóp, hăn bị nòng thác rú nọc tăng, leo vần giấu nắm khớ đẩy leo nhưng sấy bền này le đồ ấm lông tờ thiếp đổ hay thác rú nọc tăng, le nắm đẩy bền nào hệ thống sấy mày bóp của trại kiên bao mì nghé lò bông nâng xe hết mì hơi nằm Lăng bừa, mì hơi nằm, xe đẩy tải khẩu hệ thống sấy nèm búa tải hơi vừa hừ hơi nằm khẩu óc nghé búa tài này tan cần cần nâng hết lại đầy trang tỳ rú pàng hơi nằm khẩu bài tiếng mày pop đầy xẹp khẩu tràn lách nâng và bắn vòng nèm nghe lò sấy mày pop sấy bên này trang quảng tiếng đồng hồ nâng lại đầy rú bằng tình lò sấy mì bài nghe lù piêu nhằng rú bằng sàng lẻ mì lai tu en cải táng căn xe ngài hử bừa quét tọn gia dục công việc dưới này đẩy pan bền sam ca mọi ca tan cần tứ sam thân sĩ cần hết nghe lò sấy này mi bà hết việc đẩy quá cần văn tâu đú lâu leo tạt biến mạnh bóp thử đây leo tạt bên lử, khe song cua hang thử mắn tan cần ngồi đây giường tí thôi nhằng phứa ao piếng mại khẩu, leo tặt, thử mắn đây, lẻ đẩy, tục, tan cẩn tặt, khẩu phong, nghe móc vậy này, rú này, lẻ hết bét, tiền nhiều. đồng hồ, liền chập, dài ừ, kham phút, kinh ngài, à... hết quen giá, cùng hăn ngài, nắm khỏ. Cái này, trải kiên trắng tan nhận sấy mày bóc hử đơn vị tọc, 6 tiêu chuẩn mày cao cấp, xe khai quả nước nọc. Cái này trải kiên sàng đi hết thêm, nghé lò sấy tờ bên này vì tổn lai chèn cúa trang vừa tì phấn lai bài lườn hết mày bóc dưới huyện trầm mới tỉnh mất cạn tan hết mày bóc thường xe khai quả nước trung quốc nhỏ bên sang Mỹ lai cần cần sấy mày bên này nghe máy sấy này tan xe lâu tăng hết thôi khỏi là... sang nghỉ cả sẽ lắp tạt lái khẩn vì dù này phấn lai tan lẻ bài đơn vị anh hay lắp tạt máy này lè tổn máu hù lai ngân chèn sáu quảng tỷ mươn nâng thay hết mày bóp xe khai quả nước Trung Quốc lè nắm cần sấy nó. Bữa ái sấy bằng máy này, leo pia chèn điện, chèn công và chèn giữ lua phần xe chích bông. Cái này, trai Nguyễn Văn Kiên, rú xã Thanh Thịnh, huyền trầm mới tỉnh Bắc Cạn, ngờ ngòn đầy hứa tròi tứ bài chính sách khuyến công của tỷ phương, xe sáng kiến của Lầu đầy công nhận và hết óc lai tì, trang lì, tỏ nả. Thưa Bỉ Nọng, hết nèm nghị quyết sổ pét bác hạt lếp hả của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mưa sắp xếp đèo bại đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Bắc Cạn. Huyện Trợ Đồn đã thành lập song đơn vị hành chính cấp xã mới tỷ lệ xã Đồng Thắng và Yên Phong. Nhỏ quẹn mưa sắp xếp ban công bại cán bộ rứ óc, lang vừa sắp nhập, lệ dường đang đẩy chính quyền tỷ phương khảo phim thân. Con vừa sắp nhập đơn vị hành chính 6 xã Đông Viên, bên xã Đồng Thắng, xã Rã Bản, huyện Trợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn, mì thịt cầu cán bộ công chức đang hết việc. Lăng Pừa sáp nhập, xã đã giải quyết chế độ hử hốc cán bộ công chức trải việc và điều chuyển nèm thắng cả của cấp nưa. Mi số đồng chí lãnh đạo đã mi đơn tình nguyện so trải việc dũ xả mi phí cán bộ trang diện trải việc và mi công chức năng nhằng thuận thấy công chức cả này đã đại ủy ban dân huyện sắp xếp dũ bài xả mới nhằng công chức năng sửa óc cùng đẩy văn công với hết việc dũ xả bản thi giá Nèm nghị quyết sổ pet Park Hà Lịp Hà của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mưa sắp xếp đơn vị hành chính cấp xạ của tỉnh Bắc Cạn. Xạ Đông Viên, và xã Rã Bản sáp nhập thành xã Đồng Thắng. Xã Yên Nhuận sáp nhập 6 xã Phong Huân bên xã Yên Phong. Thân vàn nhì hốc bươn nhì, pi song xiên biểu quát nhì ríp, Trang bài họp tài s của Hội đồng Nhân dân xã Đồng Thắng và Yên Phong đã bầu đẩy chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã và bại chức danh của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã. Tối 6 xã Đồng Thắng ép phim sắp xếp bại chức danh lãnh đạo, chủ chốt cấp ủy, mặt trận tổ quốc, bại tổ chức chính trị xã hội và công chức cấp xã, nèm đề án. Tọ chỉ tiêu biên chế, nắm đẩy lai hơn, bỉ sáu quy định. Tói sáu xã Yên Phong, ủy ban nhân dân huyện Trợ Đồn Cạ, cần điều động và ban công công chức văn phòng thống kê nâng, quá hết cán bộ văn hóa xã. Tó là số cán bộ đẩy ban thường vụ huyện ủy, quản lý lẽ mì tham đồng chí. Tính cả sẽ mì xong cần đẩy chức danh công chức, nhằng cần nâng leo thi sát hạch, nhằng chất chức danh lẽ bí thư, đoàn thanh niên, chủ tịch bài hồ đoàn thể, rú bài xạ, phong huân, yên nhuận, đông viên. Cần này đang cả cần tỉnh ra chuyển quá hết cấp phó và hưởng đo tràn lương nèm đề án thân lèo pi long xiên phía bắc nhiều thiết lý. Lăng bừa sáp nhập bại xạ, sổ cán bộ công chức rứa óc rú huyện trợ đồn tỉnh Bắc Cạn, lè rít gần. Trang tỉ mịt tham cán bộ công chức thuộc diện ban thường vụ huyện ủy quản lý. Chất cán bộ công chức lè cấp trưởng ủy ban mặt trận tổ quốc và bại đoàn thể của bại xạ lèo sắp xếp đèo bao mì xong cán bộ xã Phong Huân, xong cán bộ xã Yên Nhuận và xong cán bộ xã Đông Viên. Trong quá trình thực hiện thì... Dương khó vừa chuyển qua đơn vị đai, lè trang vừa hết leo chăn tẩy này, hết việc ở đây. Xe trang nhiệm kỳ to ná, đẩy bầu khảo ban chấp hành, ban thường vụ và trưởng chức vụ vẹn chủ tịch hội nông dân, đoàn thanh niên, rú bài xã đai văn nhì chết bươn nhì ngám quá, huyện trợ đồn đã sát hạch tối sáu hạ cán bộ chuyển quá công chức, thuần thảy say đẩy tiêu chuẩn nẻm quy định, quá nảy han cạ, mưa sắp xếp cán bộ công chức lăng bừa sắp nhập đơn vị hành chính cấp xã đã đẩy huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn hết lọ láng công khai dân chủ và hết đúng nẻm quy định của pháp luật. Thưa bị động, lè tỉnh khao pù, nhọc bẹn mưa hết chương trình nông thôn mới xú tỉnh Bắc Cạn, nhằng chập lai like khó khăn mùng tùng. Bên tọ trang bại pi quá mà, tứ bại thình chèn bổn táng căn, đã tròi tí phuông hết đẩy bại công trình cẩn diếu, cho pi nọng búng rung búng quây, mì dường ngài xe hết kinh bấy khẩn, ổn tình tớ rộng. Đôn phong lè xà búng rung của huyền mạch thông tỉnh Bắc Cạn, dũ này mì hốc dân tộc xài can sinh sồng, lè cần keo, tài, dao, hoa, nùng và sán chỉ tật lòng của pìnòng nhằng chập lai giường cỏ nhằng pèn mưa tầng cóp hết bài tiêu chí nông thôn mới cùng nắm đầy kỳ lai cái này xã đôn phong mì tình hà bác chất xếp lườn rú xếp bản vấn lai tan thẻ khẩu đâm chay pìnòng sang chắc lai thỉnh lai giường trang tật lòng của cái hết óc đầy nội sang mì lai xe khai pi phong xiên pèn xếp xã đôn phong đầy lược xe hết điểm dự án vì nọng xài căn chướng ngòi chương trình mục tiêu quốc gia hết nông thôn mới đẩy tổ chức bánh mì thế giới Cộng hòa Liên bang Đức hưa tròi. Vừa hết nêm dự án, vì nọng nắm tan đẩy hưa tròi chèn, mà nhàng đẩy ban quản lý dự án son cả bài dường cần diếu, xe lược chọn dự toán trèn phí dự của cái lết bại công trình nông thôn mới. Pi nòng rú nấy đoàn kết, mưa lòng liệt cùng ngài thôi. Tàu đú vừa mê dự án lẻ son cả rú trang bản xe thuần thái Pi nòng chắc mi kỳ lai chen. Hết dự toán ngân chen, hăn lai khẩn, lại cùng leo bàn sáu Pi nòng. Lươn tờ, đại dùng, lẻ tổng cóp thêm chen, nhằng bài lươn đai trang bản lẻ hưa văn công xe hết Mục tiêu của dự án bị nọng xây căn chướng ngòi chương trình mục tiêu quốc gia hết nông thôn mới, lè son cả bị nọng chắc xây căn chướng ngòi và hết bài tiêu chí nông thôn mới hử mắn đây nèm quy định. Nèm tì, tối 6 bài công trình dự án mì trần bổn đầu tư tờ Lip Hà Tỉ Minh, rú bài bàn còn, sẽ để trao hử bị nọng tăng hết tăng chướng ngòi. Trang tì, dự án khảo lim son cả hơi trò bị nọng, thảo luận mỹ ý kiến tổng cóp xe lược chọn chướng ngòi bài tiểu dự án rú tỷ phuông. Thân này, dự án đã hết xong hốc tàng khả bản Sam Nghé Cầu, Song Pai Mương tải nằm bê thân bại Tổng Nà, cống thoát nằm và sân thể thao nâng. Quá này hăn cả, dự án đã đầy thuần thái phía nòng ít đoàn kết tổng có công lèng hưa tròi căn hết bài công trình cần diếu rú tỷ phuông. Vừa đẩy dự án hưa và tròi chèn bồn, hộ bì và... xài và tổng có văn công xe hết bị đẩy kha tàng mắn chắn bệnh là... nảy khỏi chăn à. cả buồn hỉ tốt, tông. chương trình mục tiêu quốc gia hết nông thôn mới đầy ngòi lệ chủ trương cần diếu của đảng và nhà nước xe hơi trò pì nòng hết kinh ổn tình tới lòng mái cả trang bừa hết nhằng chập nắm nội bài rừng khò mùng tùng tỏ lăng bừa đẩy lon cả phấn lai pì nòng xe ít liêm tỏng cóp công lèn hử điên xe hết từ hết dự án pi nong xài căn chướng ngòi trang hết chương trình nông thôn mới đã và đang trò pi nong búng lung búng quây chắc lọ xài căn chướng ngòi sẽ hết bài công trình nông thôn mới đầy mắn đây tứ tỷ ao kinh tế xã hội văn càng bay khẩn yếm đo ổn tình mái cả nhằng chập lai giường khò bên tỏ tứ vừa đầy lược hết điểm nèm chương trình nông thôn mới bài cần tài tàu rú bản tần lượt xã đồng phúc huyện chợ đồn tỉnh bắc cạn đa tài này son cả lòng địch Biển hết clip cầu tiêu chí hưởng ấm hạt. Sáu sướng ít lim của Biển Đông. Thân này, lượn học bản và tàng bay tèo rú bản tần lượt đa đầy hỉa bê tông măn chắn. Tan Biển đã đa tổng cóp tỉnh hết bác Triệu minh. Trong năm qua thì... Giang Pi ngắm quá, ban cũng... công tác mặt trận bản. Lọng động liệt bị nọng, xài căn hết nông mới, thôn mở, bệnh hử đinh, tổng có phản công hết việc thăng đẩy đã hết đẩy lườn văn hóa mán chắn rung khoáng mi tang bay tèo ngài pi song xiên biểu quát cầu bản đại ủy ban nhân dân xã tặng chìa khen vì đã hết đây công việc đẩy trao vì tệt lòng nhằng lai rừng khò nhằng bền trang vừa hết nông thôn mới xã đồng phúc cùng chập lai rừng khò mùng tùng bền tỏ 6%, phương châm biên chắc biên ổng bàn biên ổng hết Pinong kiểm tra và Pinong đại dùng đã đẩy cấp ủy chính quyền khảo liêm hết lò lắng công khai dân chủ nèm quy định. Làng Clippy hết nông thôn mới, xã Đồng Phúc huyện Trợ Đồn tỉnh Bắc Cạn đã lòng liệt đẩy song bác linh hà tỉ minh xét bài tiêu chí nông thôn mới. Trang tỷ, hiệp bê tông, trái nhựa tàng cây thân bài bản đại clip hốc cá hin tái phấn nâng. Tàng cây thân bài lườn phía nọng đại tên hốc cá hin sở cầu cá hin phai mương tải nằm cây thân bài tổng nà thương này tăng xa đã hết đầy pet tình clip cầu tiêu chí mái cả hết đầy nội tàu bay chỉ tiêu hết đầy đã cho biên động mi đầy tật lòng yếm đo ổn tình hơn cón chân lai tỉnh óc thu nhập của biên động xã đồng phúc đầy nhì clip tham triệu mươn mỏi cần mỏi pi thuần thầy sai mi thẻ bảo hiểm y tế đầy dùng nằm sâu và mì điện tèm lùng đây đo về công tác xây dựng thôn mới thì sáng đặc biệt lấy công tác tuyên truyền tới toàn thể nhân dân mưa hết nông thôn mới xả đạt son cả lọ láng mọi giống đầy hết sáu phương châm nhà nước và pì nọng xả hết Đầy pì nọng ít lim hử đinh tòng cóp văn công xe hỉ bê tông tăng khắp bản quá nảy hắn cả mưa hết nông thôn mới là chủ trương cần diếu và đẩy pì nọng trang xà ít lim hết nem sáu bài xưởng đã hết xã đồng phúc huyện ba bể tỉnh bắc cạn ngờ ngòn vần đầy bài cấp bài ngành hưa tròi xét bài tiêu chí nông thôn mở, đầy đây khảo xì tó nà บ่เอมาโยบมบาเลือนเตียงเบิ่นเต้นหมูเข่าเมาเบิ่นเก่าหมูเข่าห้างที่หน้าเอ้ยนางมีน้องข้ามาเฮ็บลงตันนางมี ููหอเินไปดังยาเนื้อังอะไรเตินไปกูหูหนังไปอึ้มโนเลยบิน năm bái pì nọng đã khẩu rim trồng chương trình tạp chí dân tộc và phát triển của đài phát thanh và truyền hình bắc cạn so chào và hẹn chập tèo pì nọng khảo bại chương trình bài lăng